Baik. Hello, Lưu lại vlog. Xin chào các bạn. Thì bây giờ là mình mới vừa ra xong. Thì nói chung là đang cái mùa dịch Tết các bạn. Bữa nay tập yoga có 3 người thôi. 3 người. Mà một ông thầy, một phiên dịch, hai người kia đã đeo một khẩu trang hết. Bữa nay mình không có đeo khẩu trang. Mất cười lắm. Mà nói chung là tại vì ở đây đang giữa cái cơn dịch đó các bạn, cho nên là ai cũng nhận là phải kỹ lưỡng á đó. Mà nói chung thì đó là cũng tốt các bạn, tại vì cái virus nó bệnh thì nó không có bệnh liền, cho nên là đi ngoài mình đâu ai biết ai bệnh đâu, ai không bệnh đâu, đúng không? Cho nên thì tất cả đều đeo khẩu trang. Nói chung là rất là bất tiện các bạn, rất là bất tiện, không thoải mái. Nói chung là nó làm cho cái cuộc đời sống của mình thì nó đảo lộn một xíu các bạn. Thì tại vì mình ở đây thì không phải là một nơi mà hiện là nó bùng phát cái cơn dịch thì mà đã thử như thế này rồi, các bạn suy nghĩ là chắc ở Trung Quốc đó, là cái nơi mà bùng nổ cái dịch đó thì cái cuộc sống của người dân nhưng mà rất là khổ sở các bạn đó. Cái người không bệnh hay là người bệnh gì nó cũng khổ như nhau hết, nên mình nghĩ là vậy nè. Tại vì người ta rất là kỹ, người ta không có đi ra ngoài, người kia như là bị giam lỏng á, cái kiểu như là bị giam lỏng ở trong nhà vậy đó, không dám đi ra ngoài đường. Thì nói chung là nếu mà mình biết bữa nay mà tập yoga vậy là mình cũng không có đi đâu các bạn. Tập thì nói chung là tập không có được thoải mái, rồi không có hết sức á, không có tập hết sức thì cái hiệu quả cái gì nó sẽ không cao. Rồi tập rồi bữa nay mình thấy ra sớm 15 phút, tất nhiên là tập có 45 phút. Mà vô là đầu khi vô là người ta nói gì những cái dịch đợi như là này kia đó, thì mình nghĩ là chắc tập khoảng nửa tiếng à. Đó thì tập nửa tiếng thì nó cũng đâu có ra một hơi gì đó các bạn. Nhưng mà thôi cũng thông cảm thôi chứ giờ làm sao ha. Tự nhiên cái thôi mà ok, như vậy thì chắc cũng hy vọng là mọi người là vậy, là có sức khỏe ha, có sức khỏe để làm việc rồi này kia thôi ha. Đó thì nói chung là dịch này nó cũng rất là lớn ha, cho nên là nói chung là không có ý đi được ha các bạn. Nhưng mà thật sự hôm nay mình quên khẩu trang, nhưng mà mình không nghĩ là mình khi mà đi tập yoga mình có thể đeo khẩu trang các bạn. Tại khi mà đeo á, khi các bạn tập nó rất là mệt, thở ra hít vô rất là mệt, nó đổ mồ hôi nữa mà trời ơi, bịt cái khẩu trang vô thở không nổi luôn các bạn, thật sự là thở không nổi á. Thì nói chung nó khá là bất tiện ha, nó khá là bất tiện. Nhưng mà rồi không biết là ngày mai mình có nên đi tập nữa hay không. Tại cái lớp tập anh văn của mình á thì người ta mới thông báo là nghỉ một tuần đó các bạn đó. Nghỉ một tuần xong rồi ý là nghỉ theo cái những cái người những cái học sinh luôn, học sinh là được nghỉ tuần á đó. Rồi có vài công ty bữa nay mình đọc thì có thấy có vài công ty đó cho nghỉ, nhưng mà chắc mình nghĩ là hiếm các bạn, tại vì công ty nó sản xuất mà khi mà ngừng sản xuất thì nói chung là sẽ có rất nhiều thứ xảy ra đó. Thì nói chung là nó sẽ nói chung là cái giai đoạn này cũng thực sự là khó khăn ha các bạn. Với tình hình là như là dịch như vậy á, nếu mà người ta đi làm thì người ta sẽ lo là có thể là bị bệnh, nhưng mà các bạn nghĩ là khi mà người ta ở nhà, người ta không đi làm thì sẽ không có thu nhập, và đó là người lao động ha. Còn đối với doanh nghiệp thì nó không đơn hàng có mà nó không thể sản xuất, thì nói chung nó sẽ ảnh hưởng đến
uy tín đến cái tiến độ giao hàng đó. Rồi đối với đơn hàng nữa, những cái công ty nào mà nó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì tất nhiên là khách hàng đó nó sẽ đặt tiếp các bạn. Thì đó là sự lựa chọn giữa kinh tế và sức khỏe, thì nói chung là để mà đảm bảo được thì 100% thì nó cũng không thể các bạn. Nhưng mà người ta cũng như công ty mình nè, người ta cũng rất là quan tâm đến sức khỏe, đó là như là ban giám đốc này kia là yêu cầu phải bịt khẩu trang luôn các bạn ha. Đó là bảo vệ sức khỏe chung đó. Thì nói chung như vậy cũng được, thì mình chỉ mong là mọi người như là khỏe mạnh, rồi như là cái cơn dịch nó sẽ nhanh để mà nó hết cái cơn dịch ha, để mà cho mọi người có thể là trở lại với cái cuộc sống thường nhật của mình, để mà đi làm, nói chung là thư giãn, cũng như là một cái gì đó nó rất là tự do tự tại các bạn. Còn ở trong cái cơn dịch này thì rất là đề phòng, nghĩa là muốn đi chơi cũng không được, mà ở nhà hoài cũng không xong. Nói chung là vậy, mọi người ở nhà hoài không đi làm gì hết thì không có thu nhập đâu các bạn. Hay đi làm thì nói chung là lo sợ thứ này kia. Thì bây giờ cái công viên cũng khá là vắng đó các bạn, nhưng mà bình thường nó cũng rất là đông đó. Thì nói chung là cũng có người nhưng mà cũng ít ha, rất là hạn chế. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn nha. Và bây giờ chắc mình cũng phải đi về nhà tắm rửa và đi ngủ đây. Ok, see you later.